xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà ha cái cách làm sao để chúng ta tạo được những cái món quà cực kỳ sang trọng vào ngày Tết ha. Chờ một tí xíu cho có mọi người vào xem thì Hương sẽ chia sẻ cho cả nhà về cái cách để chúng ta tạo được một cái món quà vô cùng ý nghĩa ha. Hello em Trinh Phạm nha. Rồi mọi người vào xem cái livestream này, chúng ta sẽ hello để chào nhau ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cái cách. Chào chị Võ Hồng Nhung nha. Chị Hồng Nhung ơi, hôm nay mình sẽ tạo một cái món quà ha, cực kỳ khác biệt ha, cực kỳ khác biệt để chúng ta sẽ tặng quà cho những người thân yêu của chúng ta vào những ngày Tết nha. Rồi chờ một tí xíu cho mọi người vào xem và Hương sẽ chia sẻ luôn. Rất là đẹp ha, những cái món quà cực kỳ đẹp. Và làm thế nào để chúng ta sẽ tự tay của mình sẽ làm những cái món quà để gửi tặng cho những người thân yêu của chúng ta. Đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Bình thường vào ngày Tết á, thì mọi người hay nấu bánh chưng nè, hoặc là nấu bánh tét để làm quà. Những cái món quà mà nó tự tay mình làm thì nó sẽ mang lại những cái điều rất là ý nghĩa. Và hôm nay Hương cũng muốn chia sẻ để mà chúng ta sẽ có một cái món quà vô cùng tuyệt vời chúng ta sẽ dành tặng cho những người thân yêu của chúng ta vào những dịp Tết. Đó. Vậy thì các bạn có muốn nhận được một cái món quà mà rất là đẹp ha, rất nhiều mẫu mã và rất là đẹp, và nó rất là đơn giản và dễ làm, cực kỳ đơn giản và dễ làm. Rồi mọi người đang xem cái livestream thì mọi người hello để chúng ta chào nhau nha. Hãy hello để chúng ta sẽ chào nhau. Và hôm nay Hương sẽ chia sẻ cho cả nhà của mình cái cách để tạo những cái món quà vô cùng ý nghĩa và vô cùng khác biệt luôn, mà cực kỳ dễ dàng luôn, không có gì là khó khăn cả nha mọi người nha. Cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ dàng. Đó, mọi người xem xong cái livestream này mọi người sẽ tự tay làm quà, và với cái chi phí nó rất là rẻ ha. Với cái chi phí cực kỳ rẻ mà mọi người có thể làm quà tặng cho gia đình của mình, thay vì chúng ta nấu bánh chưng, bánh tét đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tự tay làm những cái phần quà để dành tặng cho gia đình nhỏ yêu thương của mình, bạn bè, thầy cô hoặc là sếp của mình được không ạ? Đó, rồi mọi người xem cái livestream này, chúng ta hello, chúng ta chào nhau ha, để chúng ta sẽ truyền cho nhau một cái nguồn năng lượng vô cùng tuyệt vời vào những cái ngày mà cận Tết đến nơi rồi, chỉ còn có 27 ngày để chuẩn bị Tết nữa thôi. Rồi chào chị Khánh Đỗ nha. Hôm nay Hương sẽ chia sẻ cho các chị cái cách để tạo những cái món quà vô cùng đẹp vào ngày Tết. Được không ạ? Cái cách để chúng ta tạo những cái món quà vô cùng đẹp vào ngày Tết. Đó, Hương để cho mọi người nhìn thấy ha. Làm sao để chúng ta tạo những cái món quà vô cùng đẹp vào ngày Tết. Rồi. Hello sếp. Ok, ánh mắt hiếp. Rồi hello chị Lê Nguyễn Lê nha. Đó, hôm nay mọi người sẽ thấy một cái sự khác biệt hoàn toàn. Chúng ta sẽ tự tay tạo cho những người thân của chúng ta những cái món quà Tết. Quà Tết là một cái giá trị văn hóa từ xưa đến nay của người Việt Nam của chúng ta rồi. Và hầu như đến ngày Tết ai cũng sẽ gửi trao những cái món quà thay những cái lời cảm ơn hoặc là những cái lời chúc sức khỏe. Thì hôm nay chúng ta sẽ tự tay để tạo những cái món quà. Rồi chào bạn Phạm, chào anh Phạm Quyền nha. Lâu quá không có gặp anh Phạm Quyền luôn. Đó, chúng ta sẽ tự tay để tạo những cái món quà thật sự là ý nghĩa, thật sự là đẹp. Vì Hương tin chắc rằng những cái điều gì chúng ta tự tay làm nó sẽ chạm vào cảm xúc của chúng ta. Và khi người nhận họ sẽ vô cùng hạnh phúc khi mà họ nhận được những cái món quà vô cùng đặc biệt trong ngày hôm nay. Đẹp quá Hương ơi, cực kỳ đẹp và cực kỳ đơn giản dễ làm luôn nha chị Khánh Trần. À chị Khánh Đỗ em xin lỗi ha. Cực kỳ đơn giản và cực kỳ dễ làm luôn. Nên là hôm nay em sẽ chia sẻ cho các chị về cái cách mà em hay làm. Vì em rất là thích làm những cái đồ mà handmade á, mà nó mang một cái giá trị về cái cảm xúc. Tại vì khi chúng ta nhận một cái món quà mà chúng ta sẽ cảm giác được là cái món quà đó không biết là của ai, hoặc là cái món quà đó giống như những cái món quà ở bên ngoài, thì Hương không có thích điều đó. Hương thích cái gì đó nó phải khác biệt một tí xíu. Nên chính vì vậy hôm nay Hương sẽ chia sẻ cho các chị để chúng ta sẽ tự tay mình tạo ra những món quà trân trọng nhất để dành cho những người của chúng ta yêu thương trong ngày hôm nay ha. Mọi người chia sẻ cái livestream này ha, nó lên tới 10 người xem thì Hương sẽ chia sẻ ngay lập tức cho các chị luôn nha. Chúng ta đang xem, chúng ta sẽ chào nhau ha, truyền cái năng lượng cho nhau, cho mọi người cùng xem ha. 10 người vào xem thì Hương sẽ chia sẻ cho các chị cái cách làm sao để tạo những cái món quà vô cùng đẹp trong ngày hôm nay. Rồi hello em bảo nha. Đó, ok không ạ? Mọi người chia sẻ cái livestream này giúp Hương ha. Chia sẻ giúp Hương cái livestream này. Bạn nào chia sẻ giùm chị lên trang fanpage nữa nha. Đó. Rồi mọi người chia sẻ giúp Hương. Hiện tại có 5 bạn vào đang vào xem rồi ha.
Bây giờ là 9 giờ rồi, mọi người đang đi làm. Nhưng Hương tin chắc rằng sẽ có những chị chúng ta sẽ tự tay làm những phần quà vô cùng đẹp. Vô cùng đẹp ha. Và cực kỳ đơn giản và cực kỳ dễ làm luôn. Và món quà Tết là một trong những cái món quà mà nó mang một cái giá trị văn hóa vô cùng tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta. Tết ai cũng sẽ tặng quà, nhưng hãy tạo một cái món quà vô cùng khác biệt nha. Mọi người vào xem và chia sẻ cái livestream này giúp Hương ha. Chia sẻ cái livestream này giúp Hương và chúng ta sẽ chào nhau nha. Hiện tại đang có 5 bạn cùng xem rồi. Bây giờ chúng ta có 10 người vào xem thì Hương sẽ chia sẻ ngay lập tức cho các bạn luôn. Chia sẻ ngay lập tức về cái cách làm sao để tạo những cái phần quà vô cùng đẹp luôn nha mọi người nha. Và khi ai đó nhận được một cái món quà, họ sẽ nói wow, cái món quà này vô cùng đẹp và vô cùng khác biệt, để nó làm cho chúng ta sẽ có một cái cảm giác là rất là thích. Tặng quà mà vừa đẹp mà vừa xài được, có thích không ạ? Rất là thích đúng không? Rồi đó. Rồi mấy chị comment chúng ta sẽ chào nhau ha. 6 bạn rồi, mọi người xem và chia sẻ cái livestream này giúp Hương ha. Chia sẻ cái livestream này giúp Hương lên trang cá nhân của mình ha. Hương cảm ơn rất là nhiều ha. Rồi 7 bạn đang xem rồi. Hương sẽ chia sẻ cho cả nhà về cái cách tạo những cái phần quà này. Cách tạo những cái phần quà này rất là đẹp và rất là ý nghĩa luôn. Rất đẹp và rất ý nghĩa. Được không ạ? Rất đẹp và rất ý nghĩa. Mọi người chia sẻ giúp Hương lên trang cá nhân của mình. Đây là một cái phần quà vô cùng khác biệt, vô cùng đẳng cấp. Và nó sẽ mang đến cho cái người nhận một cái cảm giác vô cùng thích thú mỗi khi chúng ta nhận được một cái món quà quá đẹp. Một cái món quà quá đẹp và chúng ta sẽ cảm giác là wow, cái món quà này thật là đẹp. Vậy thì làm sao để chúng ta tạo được những cái món quà đẹp như vậy? Ha, vậy thì chúng ta sẽ trao cho nhau những cái giá trị đúng không ạ? Trao cho nhau những giá trị. Hương dành cả một buổi sáng ra để chia sẻ cho các bạn về cái cách làm sao để chúng ta tạo được những cái phần quà vô cùng đẹp. Thì mọi người cũng sẽ chia sẻ giúp Hương đúng không? Và Hương tin chắc rằng tất cả mọi thứ nó sẽ đều trao cho nhau những cái giá trị tốt đẹp nhất. Nên mọi người ha, chia sẻ giúp Hương lên trang cá nhân của mình. 10 người xem Hương sẽ chia sẻ ngay lập tức đây. Chia sẻ cho mọi người ngay lập tức. Nên mọi người chia sẻ lên trang cá nhân giúp Hương nha. Đó. Đây, cái cách làm sao để chúng ta tạo ra những cái phần quà cực kỳ đơn giản và dễ làm luôn ha, không có khó. Nếu mà khó thì chúng ta không cần phải làm. Rồi 9 bạn rồi, Hương thấy đang có 9 người rồi ha. Mọi người chia sẻ giúp Hương ha. Có 9 bạn đang xem cái livestream này. Hương chào 9 bạn nha. Đó, mọi người biết không? Đây những cái phần quà vô cùng đẹp ha. Những phần quà vô cùng đẹp và nó sẽ làm cho chúng ta có một cái cảm giác là rất là thích thú ha. Đây Hương, tất cả các hoa Hương tự tay Hương làm luôn nè các bạn. Được mà, làm sao để mà chúng ta có thể tự tay làm những cái bông hoa rất là đẹp. Làm những cái bông hoa rất là đẹp luôn. Mà cực kỳ nhanh và cực kỳ đơn giản. Tạo ra những cái phần quà rất là đẹp luôn. Đó, tạo ra những cái phần quà rất là đẹp. Mà tự tay chúng ta làm để chúng ta dành tặng cho những người yêu thương của mình. Một cái Tết thay vì chúng ta phải ngồi nấu bánh chưng, bánh tét thì bây giờ chúng ta không có thời gian. Vậy thì hãy dành một chút thời gian để mà tự tay làm những cái phần quà vô cùng ý nghĩa để dành tặng cho những người yêu thương của chúng ta vào ngày Tết nha mọi người nha. Rồi mọi người chia sẻ giúp Hương ha, 10 người vào đang xem. 10 người vào xem thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay cái livestream này luôn ha. Đó, được không ạ? Hương sẽ hướng dẫn cho cả nhà cái cách làm sao để chúng ta cắm một cái phần quà nó cực kỳ đẹp. Cắm một phần quà cực kỳ đẹp vào ngày Tết này ha. Đó, cách tạo ra những cái bông hoa rất là đơn giản, rất là đẹp luôn nè. Đó, thì cái đây là tự tay mình làm hết. Toàn bộ tất cả mọi thứ Hương đều rất là chăm chút và tự tay làm. Và Hương muốn chia sẻ để các bạn cũng sẽ tự tay làm. Hãy tự tay làm những cái điều tuyệt vời nhất. Em chào anh Lê Đức Thắng nha. Tự tay làm những điều tuyệt vời nhất cho những người thân yêu của mình vào cái Tết này ha. Tất cả những phần quà ở bên ngoài thì mọi người biết một cái điều là sao ạ? Chào chị Huỳnh Yến nha. Mọi người biết là tất cả những phần quà bên ngoài thì họ đều giống nhau. Vậy thì rồi ok, em chào chị Huỳnh Yến ha. Đúng rồi, chúng ta vào xem cái livestream chúng ta chào nhau như vậy và chúng ta sẽ truyền cho nhau những cái nguồn năng lượng vô cùng tích cực đúng không ạ? Vô cùng tích cực trong ngày hôm nay luôn ha. Đó, đây những cái phần quà vô cùng tuyệt vời, cực kỳ đẹp và Hương tin chắc rằng khi người được nhận thì chúng ta nhận bằng cả cái tấm lòng và cái người cho cũng vậy. Khi chúng ta cho ai đó một cái món quà thì người ta nói là của cho không bằng cái cách cho. Của cho không bằng cách cho, vậy thì chúng ta phải cho như thế nào để thể hiện được cái sự trân trọng, cái sự yêu thương và cái sự chăm chút nó đến như thế nào. Để người nhận, rồi ok, 10 bạn đang xem, để người nhận họ sẽ trầm trồ. Wow, cái món quà này sao mà nó đẹp đến như vậy. Cái món quà này sao mà nó đẹp đến như vậy. Sao mà mình có thể thích đến như vậy đó. Và tại sao mình có thể làm được những cái bông hoa nó đẹp như vậy nè.
Hương nói thật với mọi người là Hương là một trong những đứa mà vụng về nhất thế giới. Hương không làm được những cái chuyện như vậy đâu, Hương vụng về lắm. Nhưng mà Hương có thể làm được, nên là mọi người yên tâm đi. Mọi người cũng sẽ làm rất là tốt và sẽ đẹp hơn Hương rất là nhiều. Đó, những cái phần quà vô cùng tuyệt vời. Và Hương là đứa là không có chăm chút được mấy cái điều này đâu. Nhưng mà Hương có thể làm được những cái bông hoa như vậy ha. Hương có thể làm được những cái điều như vậy, rất là tuyệt vời. Đây, Hương làm cho mọi người xem cái bông hoa này nè. Để Hương làm cho xong cái bông hoa này luôn ha. Hương thích lắm. Tại vì Hương biết đó là khi mà ai đó họ nhận được một cái món quà, tự nhiên họ cảm giác được có một cái sự khác biệt. Có một cái sự gọi là giống như tại sao người ta thích cái đồ handmade á. Vì nó có mang một cái giá trị. Và chính cái giá trị, cái tình cảm trong từng cái bông hoa. Và Hương tin chắc rằng tất cả mọi sự vật nó đều có cảm xúc ha. Nó đều có cảm xúc. Và khi người ta nhận được một món quà, ok là Đức Thắng. Đúng rồi, rất là tuyệt vời ha. Cảm ơn anh nha. Đó, thì Hương sẽ tự tay Hương làm cho xong cái bông hoa này luôn nha. Cho mọi người thấy nè, rất là đơn giản. Chỉ việc là chúng ta sẽ kéo cái cánh hoa này lên thôi nè. Và Hương sẽ chỉ hướng dẫn từng cách cho mọi người ha. Hướng dẫn rất là kỹ cho các bạn luôn, để mà các bạn có thể tự tay làm những cái bông hoa như thế này. Được không ạ? À? Tự tay làm những cái bông hoa như thế này, chỉ cần kéo cái cánh hoa lên thôi. Tự tay làm và rất là đẹp. Và những cái bông hoa này, mỗi một cái bông hoa nó là một cái sự cảm xúc ha. Mỗi một bông hoa là một sự cảm xúc. Đừng tặng những cái gì đó mà nó ai cũng tặng và người ta không biết là mình, cái món quà này là của ai. Tất cả những món quà phải có sự khác biệt. Và làm sao cho người ta khi nhận được cái sản phẩm đó, người ta phải ồ lên, wow, cái món quà này đẹp quá. Đó, cái kiểu như vậy nó mới vui ha. Đó, đây nè. Đây, mọi người thấy không, cái bông hoa Hương làm sắp xong rồi, xong luôn rồi nè. Thì Hương sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách làm ha. Mọi người đang xem cái live stream thì mọi người chia sẻ giúp Hương, để tất cả anh em, chị em của chúng ta sẽ đón một cái Tết thật là sum vầy. Hiện tại là chỉ còn 27 ngày nữa thôi, 27 ngày nữa thôi để mà chúng ta sẽ chuẩn bị cái Tết ha. Vì sao Hương nói là còn 27 ngày nữa? Tại vì những cái ngày mà cận Tết á, thì các bạn biết không, mọi thứ nó rất là đắt đỏ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ai cũng bận hết. Mình phải tự tay mình làm những cái điều như vậy nè, thì điều đó nó rất là ý nghĩa. Khi mà chúng ta biết một cái món quà là nó cần cái gì ạ? Nó cần cái cảm xúc. Nó cần một cái sự cảm xúc bên trong cái món quà đó. Và cái món quà đó nó phải thực sự đẹp, nó tạo nên một cái sự khác biệt hoàn toàn. Còn nếu cái món quà nào mà cũng giống như cái món quà nào thì mọi thứ nó xem như là Hương thì Hương không thích những cái điều đó. Và Hương tin chắc rằng ai cũng thích những cái món quà. Đây, Hương làm xong một cái bông rồi nè cả nhà. Đẹp đúng không? Hương làm xong được hai cái bông rồi nè. Rất là nhanh để chúng ta làm xong hai cái bông ha. Rất là nhanh để chúng ta làm xong hai cái bông. Đó. Vậy thì các bạn có thích những cái bông này không? Ha, những cái bông này thì Hương hay bỏ vào đâu? Chúng ta bỏ vào những cái hộp quà cũng rất là đẹp ha. Một tí xíu Hương sẽ chia sẻ với cả nhà về cái cách bỏ vào hộp quà như thế nào. Và nó không tốn nhiều tiền. Thật sự những cái bông như vậy nó không tốn nhiều tiền. Chỉ cần chúng ta bỏ thêm một cái sự chăm chút một tí xíu thôi thì các bạn sẽ có một cái món quà vô cùng đẹp. Và hôm nay Hương sẽ chia sẻ cho cả nhà về cái cách tạo cái món quà này nha. Cái món quà này rất là đẹp luôn ha. Vậy thì đầu tiên các bạn có thể tự tay làm những cái hoa như thế này. Những cái hoa này nó sẽ có 3 màu, màu trắng, màu hồng và màu đỏ ha. Cái bịch đây. Đây, để Hương cho cả nhà xem nha. Mọi người có thể tự mua nha. Được không ạ? À? Mọi người có thể tự mua nè. Nó có màu hồng nè, nó có màu trắng và nó có màu đỏ. Thì Hương là Hương thích màu hồng. Chào bạn Trang Nguyễn nha. Đây, những cái loại giấy như thế này nè, mọi người chỉ việc nó xếp sẵn cho mình hết rồi. Người ta xếp sẵn cho mình hết rồi. Mình mua về, mình chỉ việc là mình tạo thành những cái bông hoa như thế này. Các bạn muốn bự thì các bạn tạo những cái bông hoa bự. Rồi, hello em Trần Thị Anh Thư nha. Lâu quá mới gặp bé Thư á. Đó, đây, những cái bông hoa các bạn muốn bự thì các bạn sẽ làm cái hoa bự này. Ai muốn nhỏ hơn thì chúng ta sẽ cắt cái này ra làm đôi. Còn muốn nhỏ nữa thì các bạn sẽ cắt ra nhỏ nữa. Thì tùy theo mình để mình làm những cái bông hoa. Cái này là hoa Hương đã cắt ra rồi ha, đã nhỏ rồi. Còn nếu các bạn muốn làm cái hoa bự thì các bạn có thể lấy cái giấy này, các bạn làm một cái bông hoa bự bằng cách rất là đơn giản nè. Giống như cái cánh quạt ngày xưa anh em mình chơi á, chơi cái trò chơi mà xếp hình cánh quạt á, thì ở đây nó xếp sẵn cho mình rồi nè. Được không ạ? À? Xếp sẵn cho mình rồi. Đây. Đó. Xếp ra như vậy thôi ha. Đây là nếu bạn muốn thì bạn có thể làm hoa bằng giấy ha. Hoa bằng giấy. Đây.
Đó, người ta có để sẵn một cái này cho mình nè. Rồi, chào chị Trang Nguyễn ha. Đây. Đó, các bạn thấy không? Các bạn có thể tự tay làm hết tất cả những cái phần quà, nó sẽ mang một cái cảm xúc và một cái ý nghĩa vô cùng khác biệt mà rất là đơn giản ha. Rất là đơn giản để chúng ta sẽ làm một cái bông hoa lớn. Đây. Được không ạ? À? Đó, mọi người có thể xếp ra như vậy. Rồi sau đó chúng ta có thể là chúng ta sẽ đây, bắt đầu các bạn dỡ từng cánh hoa lên. Mở từng cánh hoa lên nè. Đó, và ai cũng có thể làm được nha. Hương nói thật là ai cũng có thể làm được. Hương là một trong những người vụng về nhất và Hương vẫn có thể làm được, thì các bạn chắc chắn các bạn sẽ làm được ha. Các bạn chỉ việc mở những cái cánh hoa này lên thôi. Được không ạ? Mở những cánh hoa này lên. Bên đây cũng vậy nè. Mở thêm một cái tờ bên này lên. Đây, đó, mọi người xem. Cực kỳ đơn giản và cực kỳ dễ làm. Để mà chúng ta làm những cái phần quà nó vô cùng đặc biệt vào cái ngày Tết ha. Thay vì chúng ta nấu bánh chưng, bánh tét, đúng không ạ? À? Vậy thì chúng ta không có thời gian chúng ta nấu. Thì chúng ta hãy chăm chút cho từng cái cánh hoa. Và nó làm rất là nhanh. Mở lên thôi, chỉ có mở lên thôi. Đó, mở cái cánh bên đó rồi. Bây giờ tiếp tục nè, chúng ta phải mở thêm nè. Đó, các bạn mở thêm. Mở thêm ha. Các bạn mở một hồi nữa thì nó sẽ ra được những cái hoa như thế này. Cái này là hoa bự, còn cái này là Hương muốn thì cắt nhỏ lại ha. Để ra được những cái bông hoa nhỏ rất là dễ thương nè. Hương thì Hương lại thích những cái bông hoa nhỏ như thế này. Rồi, cho chị Hạnh bỏ nha. Đó, những cái bông hoa nhỏ như thế này rất là đẹp đúng không ạ? À? Rất là đẹp. Đó, đây. Những cái bông hoa nhỏ này rất là đẹp. Và bây giờ Hương sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách cắm cái hoa này. Được không ạ? À? Cách cắm cái hoa này, các bạn muốn hoa giấy thì các bạn làm hoa này ha. Ai muốn làm hoa giấy thì hoa này có 3 màu ha. Mình cứ kéo lên là tự động nó sẽ ra ha. Ở đây nó cũng sẽ có cái hộp này, nó sẽ hướng dẫn nè. Đầu tiên là mở ra nè. Đó, mở ra. Sau đó xếp lên từng cánh một nè. Thì nó sẽ ra được cái bông hoa lớn. Nó sẽ ra được cái bông hoa lớn này. Đó, vậy thì các chị chỉ việc là chúng ta mua về và chúng ta mở ra thôi ha. Chúng ta mở ra và chúng ta làm thôi, rất là đơn giản. Nhưng chúng ta sẽ có một cái món quà vô cùng khác biệt. Thay vì chúng ta đi ra ngoài, chúng ta mua một cái phần quà hết mấy trăm ngàn hoặc là vài triệu gì đó để chúng ta tặng, nhưng mà người ta sẽ không thể nào chăm chút giống như mình đâu. Người ta không làm. Còn Hương là Hương thích những cái điều đó, nên Hương thường hay làm cái điều đó. Hôm nay Hương sẽ chia sẻ với các bạn cái cách cắm cái bình hoa này ha. Các bạn đầu tiên các bạn có một cái hộp đúng không? Và ở đây nè, thì các bạn sẽ mua hoa. Nếu các bạn không có thời gian làm hoa giấy thì các bạn sẽ tự mua những cái hoa vải ở ngoài chợ, không có bao nhiêu tiền hết. Đó, hoa vải ở ngoài chợ các bạn mua không có bao nhiêu tiền hết nha. Đây. Đồ mà sau khi chúng ta mua những cái cây hoa giả ở ngoài á, chúng ta mua về. Em chào chị Lily Thủy nha. Và các bạn sẽ cắt những cái khúc như thế này. Cắt những cái khúc ngắn như thế này thôi. Trong đây có mút nè. Đồ mà trong đây Hương có xếp sẵn mút ha. Để mà chúng ta nè, sau đó chúng ta sẽ cắm vào. Rất là rẻ, các bạn đi ra ngoài chợ các bạn mua cũng có nữa. Những cái hoa các bạn cắt ngắn như thế này nè. Đó, cắt ngắn như thế này thôi. Sau đó chúng ta cắm xuống. Cắm xuống một miếng mút nha. Cắm xuống một miếng mút nè. Rồi đây, những cái bông hoa hồng nè. Các bạn có thể là tự làm những bông hoa giấy, hoặc chúng ta có thể mua hoa vải về chúng ta cắm cũng rất là ok. Các bạn sẽ cắm vào ha. Chúng ta sẽ cắm vào, rất là đơn giản và dễ làm. Đây, hoa hồng. Được không ạ? Chào bạn Nguyễn Việt ha. Đó, các bạn có thể cắm cái hoa hồng này. Đó, các bạn cắm vào. Chúng ta sẽ cắm vào trong cái bình hoa của mình nè. Đó. Rồi. Các bạn có thể tự tay mình cắm vào. Em chào chị Hoài Thảo. Sau khi các bạn cắm vào, các bạn sẽ được hai bên đúng không? Cắm vào được phần hai bên. Đây, Hương cắm một bên rồi nè. Tất cả những hoa chúng ta cắt ngắn như thế này thôi. Đó, chúng ta có thể mua hoa giả, hoa vải ở ngoài thị trường có nhiều lắm. Còn bạn nào chúng ta xin thì chúng ta làm hoa giấy như vậy. Được không ạ? À? Chúng ta xin thì chúng ta làm những cái bông hoa giấy như thế này cũng rất là đẹp luôn. Ồ, rất là đẹp nha. Hoa giấy mà bỏ vào rất là đẹp luôn á. Được không cả nhà? Đó. Cắt những cái cành hoa. Còn làm hoa giấy thì chúng ta tự đi ra ngoài chợ, nó cũng có bán sẵn những cái cây á. Nó bán sẵn những cái cây như thế này nè. Và các bạn sẽ cắm vào. Ở trong nó có một miếng mút, các bạn để sẵn một miếng mút. Thì khi các bạn cắm vào và các bạn bỏ những cái giấy vụn vào nè,
những giấy vụn chúng ta mua ở ngoài cũng 3.000 một bịch à, không có mắc đúng không, có 3.000 một bịch thôi đó. Hương mua nhiều lắm mà, muốn màu nào cũng có hết nè, muốn màu trắng có màu trắng, muốn màu hồng có màu hồng, muốn màu tím, muốn màu vàng, muốn màu gì cũng có. 3.000 một bịch, 3.000 một bịch ha, nhà sách siêu thị chỗ nào cũng có hết, các bạn bỏ vào đó, chúng ta bỏ vào tèn tèn, chúng ta ra được cái món quà đẹp không cả nhà, đẹp đúng không? Tự tay mình cắm hết tất cả những cái này, nó không có khó nè, rút lên nè, rút lên rồi cắm xuống nè, rất là đơn giản đúng không? Và Hương tin chắc rằng ai mà nhận được một cái món quà mà chúng ta tự tay làm thì nó sẽ vô cùng ý nghĩa ha. Đó, chào chị Minh Thư, nó vô cùng ý nghĩa ha. Những bạn nào vào sau nhớ ha, chúng ta cắt những cái cây hoa nó ngắn như thế này nè, nó ngắn như thế này thôi. Và Hương tin chắc rằng một cái món quà chúng ta gửi tặng cho bố mẹ của mình, gửi tặng cho người yêu của mình, hay gửi tặng cho sếp của mình mà nó hoàn toàn khác biệt thì nó sẽ mang một cái giá trị vô cùng đặc biệt đối với tất cả mọi người. Hương có nhận được rất là nhiều món quà, nhưng mà thật sự là nó có một cái là khi mà chúng ta mua quà ở ngoài á, các bạn phải luôn luôn nhớ một điều là các bạn phải xem đát của nó. Vì người ta gói quà đó, người ta thường xuyên độn vào trong đó những cái sản phẩm mà nó cận đát. Nó cận đát nó chỉ còn có vài ngày nữa thôi à. Có đôi khi tới Tết mở ra rồi không dám ăn, tại vì cận đát quá là mình không dám dùng. Nên là mọi người lưu ý ha, mua quà tặng ngày Tết thì phải để ý xem cái đát của nó ha. Đây, các bạn sẽ tạo được một cái hộp quà rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Những cái hoa vải này các bạn đi mua rất là nhiều. Bên cạnh đó các bạn có thể làm hoa giấy. Làm hoa giấy cũng rất là đơn giản ha. Làm hoa giấy nè, Hương nói luôn là làm hoa giấy cực kỳ đơn giản luôn, kéo lên và xếp thôi. Hoa giấy bây giờ người ta có làm sẵn cho mình luôn nè. Đó, người ta làm sẵn cho mình những cái hoa giấy như thế này nè. Các bạn về các bạn chỉ việc là chúng ta mở lên thôi, mở từng cánh hoa lên, được không ạ? Tự tay làm và mở từng cánh hoa lên, không có gì là khó cả ha, không có gì là khó cả. Mở từng cánh hoa lên như thế này thì một tí nữa nó sẽ ra được một cái bông hoa như vậy, được mà, nó sẽ ra được một cái bông hoa như thế này. Dễ đúng không ạ? Có chị nào thấy dễ không, comment giúp em xem là khó hay dễ. Mọi người comment giúp Hương xem là mọi người cảm thấy là nó khó làm hay nó dễ làm ạ. Chị Hoài Thảo nè, chị Minh Thư nè, chị cảm thấy là nó khó làm hay là nó dễ làm à? Mọi người comment giúp em nha. Comment giúp em thử xem, em coi coi mọi người cảm thấy là khó làm hay dễ làm. Tại vì bản thân em nói thật là em cảm thấy nó rất là dễ. Chỉ có việc mua hoa về xong rồi cắt một khúc như vậy, bỏ miếng mút vô, cắm cái bụp xong, đúng không? Rất là đơn giản. Và chúng ta muốn mua hoa thì hoa giả ở ngoài rất là nhiều. Mình muốn mua hoa giả hoặc là các bạn có thể, ai thích thì có thể mua hoa thật nữa nè. Ví dụ như hoa thật nè, hoa thật mọi người cũng có thể lấy một cái, mọi người mua hoa thật nè, mọi về mọi người cắm vô cũng được, được không ạ? Mình muốn mua hoa thật thì mình sẽ lấy hoa thật về mình cắm vô đó, tùy theo mọi người thôi. Mọi người thích hoa giả để được lâu thì mọi người dùng hoa giả, còn nếu bạn nào chúng ta thích hoa thật đó, thì chúng ta dùng hoa thật đó. Rồi sau khi mà chúng ta đã có một cái phần quà này rồi, đúng không ạ? Sau khi chúng ta đã có một cái phần quà này, quá đơn giản để làm. Và cái việc của mọi người là mọi người bỏ cái gì vô trong đây thôi. Thì ai mà có cái gì đó mình cảm thấy là người yêu của mình hoặc là ba mẹ của mình cần cái gì thì mình sẽ bỏ vô ha. Hướng dẫn cái làm hộp quà nhỏ trước. Rồi, nếu bạn nào mà thích hoa sáp á, thì các bạn cũng có thể làm những cái mẫu hoa sáp như vậy. Các bạn mua hoa sáp về, hoa sáp hiện tại ở ngoài chợ nó bán 2.000 một cái à, 2.000 một cái hoa sáp. Cái hoa như vậy nè cả nhà, ở ngoài chợ nó bán 2.000 một cái hoa nha. Ở ngoài chợ người ta bán 2.000 một cái hoa. Bạn Hương mua là ở chợ, chợ gì quên rồi ta, ở quận 5 á. Ở quận 5 là chợ gì quên mất tiêu rồi. Không phải, không phải cái chợ gì ở đường Châu Văn Liêm quên mất rồi. À mọi người đâu, Đại Quang Minh, quên mất. Những cái hoa sáp như thế này nè, mọi người mua có 2.000 một cái hoa thôi nha. 2.000 một cái hoa là đã mắc rồi á, chứ còn mà mọi người mua mà mua nhiều hơn nữa nó còn rẻ hơn nữa. Nên là 2.000 một cái hoa sáp như thế này thôi, mọi người mua về mọi người tự cắm. Hello em Ruby nha, hello bạn Nguyễn Uyên. Đó, mọi người tự cắm những cái set hoa như thế này rất là đơn giản ha. Chúng ta mua hoa giả về thì chúng ta sẽ cắt cho nó ngắn một khúc như vậy, được không ạ? Đó, ngắn một khúc như thế này thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ cắm vô.
cắm vô thì chúng ta sẽ được một cái set hoa hai như thế này. Những bạn nào thích hoa sáp mà nó có mùi hương á, hoa sáp mà nó có mùi hương thì mọi người mua cái hoa này nè. Cái hoa này cũng rất là rẻ, mọi người mua về mọi người sẽ để những cái mút ở phía dưới nè, mọi người cắm vô những cái hoa này đó. Rồi đồ mà đó, các bạn sẽ có được một cái set hoa như thế này. Các bạn sẽ có một cái set hoa như thế này. Rồi ai muốn bỏ cái gì đó vô thì bỏ ha. Bạn nào chúng ta muốn mua cái gì chúng ta bỏ vô thì chúng ta bỏ. Ví dụ như ai mà thích tặng son đi Hương, ví dụ như bạn nào mà thích tặng son với lại tặng cái nước chống nắng, tạo một cái lớp nền đẹp ngay lập tức luôn nè. Son với nước chống nắng ha. Thì son nè với nước chống nắng thì các bạn bỏ vô để các bạn được một cái hộp quà đây. Hộp quà không cần nhiều hay ít đâu, quan trọng là có dùng được hay không thôi. Được mà đó, hộp quà không quan trọng là nhiều hay ít mà quan trọng là có dùng được hay không, đúng không các chị? Các chị thấy có khó làm không? Em thấy không ai comment hết trơn vậy. Mọi người đang xem cái livestream này có rõ không ạ? À? Mọi người đang xem có rõ không? Mọi người comment giúp em nha, là mọi người xem có rõ hay không nha. Ruby xem có rõ không? Chị Thu Đình xem có rõ không? Mọi người xem rõ hay không? Mọi người comment giúp em một cái ha. Đó, chúng ta tạo những cái set quà như thế này nè, vô cùng đẹp luôn ha, vô cùng đẹp luôn. Các chị thấy đẹp không ta? Không thấy ai trả lời hết trơn, vậy là không đẹp đúng không? Rồi, không đẹp thì thôi. Mọi người thấy có đẹp không ạ? À? Mọi người thấy có đẹp và có dễ làm không? Mọi người comment giúp Hương xem nha. Là Hương chờ phản hồi từ các chị đúng không? Chúng ta nói chuyện với nhau mà có một mình Hương nói thôi, rất là vui. Ok. Rồi nếu mà thôi các chị không thích thì thôi. Ok. Ha, không thích thì thôi mình kết thúc cái livestream luôn, không chị nữa. Ok. Rồi hy vọng là mọi người sẽ có một cái ha. Chúng ta sẽ làm tự tay làm những cái phần quà vô cùng tuyệt vời này để tặng cho người thân của mình vào những cái dịp ngày Tết ha. Đó. Những cái dịp Tết thay vì màn yếu quá coi cứ chập chờn. Ủa vậy hả ta? À dạ. Vậy chắc bên chị Võ Hồng Nhung chắc chập chờn á, tại bên em dùng cục 4G mà. Bên em dùng cục 4G ha. Đó. Đây. Một cái set ha, gồm son nè, gồm đó, hoặc là chúng ta không thích cái son này, chúng ta cái hộp nước chống nắng này tạo ngay một cái lớp nền cực kỳ đẹp. Và Tết này chắc chắn các chị ai cũng cần phải có một cái hộp nước chống nắng nha, tạo ngay một cái lớp nền cực kỳ đẹp cho mình luôn. Những chị nào mà chúng ta muốn mua nước hoa ha, hoặc là chúng ta muốn bỏ một cái chai nước hoa vô thì chúng ta tự ha, mọi người nên khắc cái tên của cái chai nước hoa lên trên đây ha, khắc cái tên của mình lên chai nước hoa, khắc cái tên của mình lên chai nước hoa và cái ý nghĩa của mình lên chai nước hoa để mọi người bỏ vào thì cái hộp quà nó cũng vô cùng đẹp. Đó, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Rất là đẹp ha. Rồi. Sau khi mà chúng ta đã làm một cái phần quà mà nó nhỏ gọn rồi thì hôm nay Hương muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ có một cái phần quà nó sẽ to hơn. Thường là chúng ta sẽ có một cái món gói quà thì các bạn có thể gói quà những cái tông vàng, những cái tông đỏ như thế này. Đây. Được không ạ? Rồi, vậy còn đối với ba mẹ của mình thì chúng ta sẽ tặng những cái món quà như thế nào? Thì đối với ba mẹ các bạn có thể tặng những cái món quà vô cùng tuyệt vời. Đó chính là chúng ta sẽ có một cái phần quà, món quà cho sức khỏe nha. Rồi, chào bạn Kiều Thị Mộng Thúy ha. Những cái món quà cho sức khỏe nè các bạn. Thì mọi người có thể mua một cái hộp quà. Ở ngoài thì mọi người luôn luôn kiểm tra giúp Hương xem cái đát nó như thế nào. Tại vì bao nhiêu lần rồi Hương toàn là được tặng quà, toàn là quà cận đát không. Thì như vậy nó sẽ không có tốt cho sức khỏe ha. Vào những ngày Tết nó rất là nguy hiểm. Lỡ mà uống một cái sản phẩm gì đó mà nó không tốt cho sức khỏe thì coi như là mọi thứ nó sẽ không có được hoàn hảo lắm ha. Nên là chúng ta sẽ lựa chọn những cái phần quà nào đó nó thực sự là phù hợp đối với ba mẹ của mình. Thì hôm nay Hương muốn chia sẻ với cả nhà về cái cách làm cái combo này nha. Chúng ta có thể bỏ những cái hoa này vô nè, để mà trang trí cho cái sản phẩm của mình. Bỏ những cái giấy vụn màu hồng vô nè. Thì tùy theo mọi người thấy ba mẹ của chúng ta thích ăn cái gì, thích uống cái gì thì Hương tin chắc rằng mọi người hãy tự làm. Hãy tự làm ha, đừng có mua những cái sản phẩm mà cái đát của nó quá ngắn nè.
thì nó không tốt cho sức khỏe, hay là những cái sản phẩm mà nó bỏ vô trong đó chúng ta không biết nó là cái gì, không biết nó là cái gì, chẳng qua chúng ta thấy đẹp thôi mà chúng ta mua, thì thứ nhất là người ta mua về người ta xài, tặng cho người ta mà người ta xài không được thì các bạn có vui không ạ? Không hề vui tí nào ha. Nên là lưu ý hãy lựa quà rồi đóng lại, hãy lựa quà rồi đóng lại. Còn nếu các bạn mà đi mua những cái sản phẩm mà một cái phần quà như vậy mấy trăm ngàn thì phải kiểm tra xem cái đát của cái sản phẩm nó như thế nào, vì người ta bán rẻ là nó có tất cả mọi thứ, cái gì đó nó rẻ nó đều có lý do của nó, nó đều có lý do hết, không ai tự nhiên kinh doanh mà bán rẻ, đúng không ạ? Đó, tại sao các bạn, có nhiều bạn hay hỏi là chị ơi tại sao có nhiều chỗ người ta bán nước hoa giá rẻ quá còn bên mình thì lại giá cao hơn? Thì tại vì Hương nói luôn mà, giá rẻ thì mình không biết được cái chất lượng của nó như thế nào, còn toàn bộ tất cả sản phẩm bên Hương nó đều có những cái bill hóa đơn chứng từ hết ha, những cái bill chứng từ hết rất là rõ ràng, được không ạ? Tất cả đều có bill ha, đều có bill rõ ràng. Rồi chào Hương, rồi ok, chào chị Kiều Mộng Thúy nha. Đó, vậy thì tùy theo chúng ta mua cái gì, chúng ta phải biết xuất xứ của nó như thế nào và nó ở đâu để mà chúng ta sẽ làm quà ha. Tất cả những cái đó, Hương ví dụ như là chúng ta mua một cái bịch ngũ cốc này đi, cái bịch ngũ cốc này nè, thì các bạn cũng phải dòm xem cái bịch ngũ cốc này là nó của Nhật nè, thì cái đát của nó là ngày nào ha. Thay vì ngày Tết chúng ta ăn bánh mứt thì chúng ta có thể ăn cái bột ngũ cốc này. Đây là ngũ cốc và trái cây sấy khô, tất cả những trái cây sấy khô, nho nè, blueberry nè, đó, rồi hạt bí nè, rồi hạt hạnh nhân nè, đó, thì tất cả đây là cái trái cây ngũ cốc và trái cây sấy khô của Nhật nè. Mọi người Tết năm nay ăn cái này đi, mua cái này đi, mọi người sẽ thấy hoàn toàn khác biệt, ngồi ăn rất là ngon, ăn rất là ngon. Bé Trân cho chị mượn cái bịch trên bàn ha, ăn rất là ngon và nó lại cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn. Chị cảm ơn em. Đó, ví dụ như công ty của mình lúc nào cũng có cái bịch này nè, bạn nào mà đến công ty thì các bạn có thể ăn ha. Ở đây nó sẽ có những cái trái cây sấy khô nè các bạn, nó sẽ có gồm ngũ cốc và trái cây sấy khô ha. Rồi em cho chị Như Khương nha. Đó, những cái trái cây sấy khô nè, rất là ngon và ăn không có sợ mập, em bé ăn cũng được luôn, em bé ăn cũng được luôn nha. Trong đây nó sẽ có những cái hạt nè, cái này là giòn và rất là ngon, còn cái này là blueberry, đây là dâu nè, ngon lắm. Ngoài ra nó sẽ có hạnh nhân nè, cái này là lúa mạch, à đúng rồi quên tên, lúa mạch, lúa mạch, hạnh nhân nè, gạo nâu nè. À chị Lê Như Khương là chuyên về hàng Nhật đúng không ạ? Chị Lê Như Khương mua cái này nè, bên Nhật họ bán rất là nhiều, em rất là thích hàng Nhật luôn. Những cái này là của Nhật nè, và năm nay á, rượu ở bên Nhật là cực kỳ ngon. Nếu bạn nào mà biết sành uống rượu là các bạn biết bên Nhật á, cái màn siêu của Nhật cực kỳ khó làm giả, nên là mua Chivas thì cũng nên mua Chivas của Nhật cực kỳ ngon ha. Mua những cái loại mà nước mà của Nhật á, rượu đồ nè, thay vì chúng ta cho những cái loại rượu mà nó uống vào nó say rồi á, thì các bạn nên mua những cái choza của Nhật nè, những cái choza của Nhật nè, những cái trái mơ, đảm bảo những cái trái mơ này, những cái trái mơ là to nhất thế giới luôn, không phải to, to nhất thế giới luôn, người ta nói và đây là những cái trái mơ to nhất thế giới nè, cực kỳ ngon và cực kỳ thơm luôn, ngon và thơm lắm, uống vô mà chị em phụ nữ chúng ta uống vô mà không hề không sợ xỉn, chỉ có má hơi hồng hồng tí xíu thôi ha, cực kỳ ngon mà các anh uống cũng được luôn, các chị uống cũng được, vì cái hàm lượng mà lên men của nó chỉ có 16 độ thôi ha, có 16 độ rất là nhẹ ha. Sợ lên ký thì mọi người mua cái này nha, cái này là nó vừa tốt cho sức khỏe và nó lại làm cho chúng ta giảm cân cũng cực kỳ tốt luôn, các con ăn cũng được, người già ăn cũng được mà rất là ngon. Bạn nào thích thì qua công ty Hương ăn nha, khui sẵn một bịch để dành cho các bạn ăn, từ bữa đến giờ ăn hết hai bịch luôn rồi đó, ăn hết hai bịch luôn rồi. Rồi chào Trang Nguyễn nha. Đó, ngoài ra chúng ta sẽ có cà phê, cà phê không phải là cà phê thường đâu mọi người, năm nay mọi người thử đổi cái gu này đi, nhà Hương đổi cái gu này 5 năm rồi, đổi gu này 5 năm luôn rồi, đó là cà phê trắng. Hãy thử uống cà phê trắng đi, cà phê trắng của Malaysia cực kỳ ngon, và Hương chỉ muốn chia sẻ với mọi người để mọi người lựa chọn cái quà, thì hãy lựa chọn cái quà mà mỗi lần người ta ăn xong người ta nói trời ơi cái con bé này nó cho quà ngon quá, được không ạ? Con bé này nó cho quà ngon quá,
cái kiểu như vậy, chứ không có cho những cái quàm cái này ăn rồi, cái kia ăn rồi, cái nọ ăn rồi, năm nay hãy đổi đi, thử đổi những cái phần quà mà chưa bao giờ người ta, mà nó dễ ăn nha, không phải là khó ăn. Tất cả trái cây sấy khô thì dễ ăn không à, cực kỳ dễ ăn ha. Đây là cà phê trắng, cà phê trắng thì cực kỳ thơm luôn, thơm lắm. Nếu mà khuấy một ly cà phê lên uống buổi sáng á, những anh nào mà nghiền cà phê là nhà Hương uống 5 năm là mọi người biết là nó, nếu mà nó dở thì chắc không uống nổi 5 năm đâu ha. Đây là hạt hạnh nhân. Hạnh nhân thì cực kỳ ngon. Cái tên của hạnh nhân ha, cái gì nó có chữ hạnh hay là đó, người ta luôn luôn nói đến một cái sự may mắn, một cái sự hạnh phúc, và hạnh nhân là một cái món không thể thiếu trong ngày Tết. Thay vì các bạn ăn, có thể là các bạn sẽ ăn hạt điều nè, hạt mắc ca, hạt dẻ, hạt hạnh nhân nè, đó, hay là hạt ốc chó, thì hạnh nhân gọi là vua của các loại hạt rồi. Hạnh nhân là vua của các loại hạt, thì ngày Tết hãy mua một cái hạt hữu hạnh nhân thôi, nó cũng là một sự may mắn. Hương thích cái chữ nào có chữ hạnh đó, tại vì người ta hay nói chữ hạnh nó nằm trong từ hạnh phúc ha. Đó là một cái thông điệp vô cùng dễ thương. Rồi sau khi các bạn làm một cái phần quà như vậy nè, tự tay gói lại đi, không có khó đâu. Mua một cái hộp quà ở trong nhà sách hoặc là siêu thị gì đó, nó rất là đẹp. Rồi chúng ta thấy người gia đình của chúng ta, bạn bè chúng ta, cái gì ngon chúng ta đã ăn rồi, chúng ta nên bỏ vào. Cái gì gia đình chúng ta ăn ngon rồi, mà dễ ăn, mà tốt cho sức khỏe, chúng ta bỏ vào. Đừng có đi mua một cái phần quà rồi cuối cùng người ta cho mình những cái, người ta biết mà, rượu thì mua rượu giả, đúng không à? Rượu mua thì bị giả, còn đồ ăn thì lại bị cận đát. Bị cận đát, để bỏ vô rồi chúng ta mua như vậy thì nó không có tốt cho sức khỏe. Nên muốn mua cũng được, nhưng mà để ý đát giùm Hương nha. Mua cái gì cũng được, để ý đát giùm Hương. Rồi sau đó chúng ta bỏ những cái hoa này vô. Hoa này chúng ta tự tay làm đúng không ạ? Đây, để Hương quay cho cả nhà mình xem nha. Mọi người xem nè. Được không ạ? Đó, chúng ta tự tay nè. Đây là trái cây sấy khô ha. Đây là rượu mơ, rượu Joja của Nhật. Đây là cà phê trắng. Đây là, hãy có một cái trải nghiệm mới. Đây là mắc-ca. Sau đó các bạn bỏ những cái hoa vô, tự tay làm những cái bông hoa. Tự tay làm những cái bông hoa ha. Rồi chúng ta bỏ vô. Ai thích hoa đỏ, hoa trắng ha, thì chúng ta làm. Đó, mọi người thấy không? Sau đó chúng ta đóng lại cái hộp quà nè. Hộp quà ha, chúng ta có thể mua ở ngoài á, mấy cái tiệm á. Mọi người có thể mua nè, cái hộp quà nè, có chữ chúc mừng năm mới, Happy New Year nè. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Rồi, vậy hy vọng là chúng ta sẽ tự tay ha. Hãy tự tay mình làm những cái... Rồi, hãy tự tay mình làm những cái sản phẩm chất lượng nhất để chúng ta sẽ dành tặng cho những người yêu thương của chúng ta vào cái dịp Tết này ha. Đó, tất cả những cái phần quà các bạn hãy tự tay làm. Chỉ cần một tí xíu thôi, Hương nói rồi là nó không có quá khó. Các bạn chỉ tự tay mua vào rồi các bạn bỏ vào trong những cái phần quà này. Hoặc là các bạn mua những cái hoa về, các bạn cũng có thể tự tay cắm ha. Cắm rất là đơn giản luôn, đây. Đó, Tết đến rồi, thay vì chúng ta dành một chút thời gian để mà chúng ta, Hương biết là mọi người rất là bận rộn, ai cũng bận rộn hết, nhưng mà hãy tặng một cái món quà nó hoàn toàn khác biệt một tí xíu. Nó có chứa đựng cái tình cảm của mình ở bên trong đó, thì khi mà cái người được nhận á, họ sẽ wow, cái món quà nó đẹp quá. Người ta sẽ thốt lên là wow, cái món quà nó đẹp quá. Thì mọi người sẽ cảm thấy là thật sự là rất là hạnh phúc khi mà mình nhận trên tay của mình một cái món quà rất là đẹp như thế này. Đó, hoặc là chúng ta sẽ tự tay làm những cái phần quà sức khỏe cho ba mẹ của mình. Đã gọi là món quà sức khỏe thì nó phải tốt, đó mà, đã gọi là món quà sức khỏe thì nó phải tốt như thế này nè. Đó, nó có chữ Tết nè. Đó, thì nó mới gọi là món quà cho sức khỏe. Hoặc là các bạn cũng có thể mua những cái loại như là son nè. Tết ai cũng cần một cây son Chanel hết đúng không ha. Hoặc là một cái hộp nước chống nắng để tạo một cái lớp nền luôn, tạo một cái lớp nền cực kỳ mịn màng luôn. Đó,
Tại Hương hy vọng là mọi người sẽ tự tay làm những cái phần quà vô cùng ý nghĩa. Và cái giá trị văn hóa của người Việt Nam của chúng ta đó chính là một cái giá trị văn hóa tặng quà vào những ngày Tết. Những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà nó chứa đựng một cái thông điệp vô cùng tuyệt vời. Chúc cho một cái năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Và luôn luôn nhớ rằng tặng quà thì cái món quà đó phải có sự hiện diện của bạn. Vậy thì cái sự hiện diện của bạn bên trong cái món quà đó, nó như thế nào, nó xấu, nó đẹp, nó tốt hay như thế nào, thì người ta sẽ đánh giá qua cái món quà. Nên là mọi người lựa chọn quà không phải tặng cho có. Nếu tặng cho có thì thôi đừng tặng. Cái đó là Hương nói thật, nếu tặng cho có thì thôi đừng có tặng. Còn nếu mà chúng ta đã quyết định chúng ta tặng quà cho một ai đó thì thực sự cái người đó chúng ta yêu quý, đúng không ạ? Chúng ta yêu quý người đó chúng ta mới tặng quà. Vậy thì hãy để cái sự chăm chút của mình một tí xíu thôi. Hương tin chắc chỉ có 20 phút thôi, 20 phút thôi các bạn có thể tự tay làm những cái phần quà này. 20 phút là hơi nhiều rồi đó. Được mà, mình tự tay mình làm những cái phần quà như thế này để mình tặng những cái người yêu thương của mình. Trên đó nó có một cái thiệp chúc mừng năm mới, hoặc là trên cái chai nước hoa nó có khắc tên của mình vào. Thì tự nhiên khi người ta cầm cái chai nước hoa lên, người ta xịt, người ta cũng nhớ ngay tới cái người được tặng. Đó, mọi người đừng có để cho cái món quà đó nó trở nên nó nhạt nhẽo. Thì coi như cái việc tặng quà của chúng ta nó vô ích, vừa mất tiền, vừa mất tiền mà vừa vô ích. Và đã tặng quà rồi thì tặng quà cho nó chất lượng một tí xíu. Chất lượng ở đây không phải là tiền, chất lượng ở đây không phải là tiền, mà chất lượng ở đây nó nằm ở cái chỗ là gì? Cái sự trân trọng. Cái món quà nó xấu hay nó đẹp, cái món quà nó là có một cái sự đóng góp từ bàn tay của các bạn vào. Các bạn có sự lựa chọn từng chút một, và người ta có dùng được hay không ha. Đừng có mua một cái sản phẩm mà nhà nào cũng tặng hết, nhà nào cũng tặng, đi ra ngoài hàng Tết để đầy luôn. Được không ạ? Hàng Tết để đầy. Hôm nay người này tặng, ngày mai người kia cũng tặng món quà đó, ngày mốt người nọ cũng tặng, thì người ta có dùng hết không ạ? Không dùng hết. Đó là mình nói thật, nhà mình năm nào cũng được nhận quà nên mình hiểu lắm. Nên là tặng quà thì hãy lựa những cái món quà nó thật sự là nó có chất lượng, người ta dùng được thì các bạn hãy tặng. Còn nếu tặng quà mà để người ta để cho nó đẹp thì nó khác. Thì những cái trái cây chân nó khác. Còn khi tặng quà gì đó về sức khỏe thì phải luôn luôn kiểm tra cái đát giúp Hương. Cái đát nó có mới hay không? Cái sản phẩm nó dùng có tốt hay không? Mình đã dùng chưa mà mình đem tặng cho người ta? Được không ạ? Đó. Còn bản thân Hương, Hương làm bất cứ cái điều gì thì Hương nói luôn, tất cả những sản phẩm bên công ty của Hương, nhất là đồ ăn, là Hương đã dùng trên 5 năm rồi ha. Mình dùng rất là nhiều, mình trải nghiệm cả công ty mình ăn luôn. Và mình biết nó ngon đến mức độ nào để mà mình có thể chia sẻ cho mọi người. Còn việc mọi người muốn thích cái gì đó, mọi người mua và bỏ vô cái hộp quà ha. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái hoa nè, những cái hoa, hoặc là các bạn sử dụng những cái ruy băng á, các bạn sử dụng những cái ruy băng đỏ đỏ như thế này nè, các bạn có thể cột lại để các bạn làm cho cái sản phẩm của các bạn nó đẹp hơn, cái món quà nó sẽ trân trọng hơn, và khi người ta nhìn người ta sẽ nhớ đến cái món quà đó ha. Chúc cho mọi người sẽ có một cái một ngày thật là vui, và chúng ta sẽ làm một cái phần quà nào đó để cho gửi cho những người chúng ta yêu thương, mà khi chúng ta gửi họ phải nhắn cho chúng ta một cái tin là cảm ơn em, món quà quá đẹp ha, cảm ơn em, món quà quá đẹp. Cái điều đó là một cái điều mà Hương rất là mong muốn. Và chúc cho mọi người sẽ có một buổi sáng làm việc thật là vui nha. Xin chào.